Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp nhận 10 triệu token có kiểu là solo nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình đã làm start chatbot nè. Rồi các bạn cộng cấp trang các bạn. 252. Để lướt qua bot nè các bạn. Rồi, video đầu tiên các bạn join group nè. Trên group nè bạn join sao nè. Rồi các bạn bắt đắp lên. Join tiếp kênh CL nè. Rồi bạn mới đắp nè, tiếp tục follow tại Twitter, like và retweet bot nè. Trên tại Twitter này bạn theo dõi nghe bạn. Sau đó thì các bạn like nè. Các bạn dành cho tweet tăng về người bạn hoặc có thể tweet cũng được nha bạn. Rồi sau đó các bạn mới đắp nè. Follow with it nè. Trên cái đít các bạn bấm sao son không multi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn like cái đít các bạn. Rồi sau đó các bạn subscribe kênh vô Discord mình dẫn sao các bạn. Mình subscribe kênh YouTube nữa. Trên kênh YouTube nữa các bạn đăng ký nha các bạn. Nó có một kênh channel riêng nữa ta. Rồi các bạn bật up lên bot nè. Tiếp tục visit website để bạn xem qua website của nó các bạn. Nó có chương trình này drop này các bạn. Dự án này là của chain của chó nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp đây các bạn. Rồi các bạn subscribe và like and share. Rồi các bạn vô đây các bạn đăng ký kênh YouTube nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chia sẻ trên tweet luôn nè. Rồi các bạn đăng test nè. Rồi sau đó các bạn bắt đáp đây nè. Tiếp tục follow Twitter và retweet nè. Trên Twitter nè, bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha bạn. Sau đó các bạn like nè. Cho anh chụp chặn người ta quyết với username của nó nè các bạn. Các bạn gọi cộng iDrop. Thì hiện ra iDrop Dead nè các bạn. Rồi các bạn tự quyết lỡ nha bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục xôn tiếp kênh trailer nữa nè. Rồi bạn xôn sao các bạn. Rồi xôn get it nè. Thôi cứ đít mình dân sau đây các bạn. Rồi bạn bấm vào submit đi tên này các bạn. Rồi dòng đầu tiên mình đi chỉ email các bạn vào nha. Rồi tiếp tục con điện đủ username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Submit blue file you have reddit. Tiếp tục các bạn điền lại submit đường link vào đầu file Gedit của mình nha các bạn. Thì các bạn nhập vào Gedit nè. Nãy dở quá, nãy vô đây làm gì ngon quá. Các bạn bắt đáp ba gạch cùng nè. Rồi các bạn nhập vào avatar của mình nè. Rồi các bạn nhập ba gạch cùng nè. Rồi bạn sao chép liên kết nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn dán lên cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn submit Discord nè các bạn. Thì các bạn nhập vào Discord nè các bạn. Nãy giờ làm tới đâu, giờ lấy đường link tới đó nó mau hơn. Rồi bạn trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời nghe thôi các bạn. Rồi rồi trên Discord thì có một verify không ta. Rồi các bạn bấm vào một solo ad các bạn. Ê các bạn join gì là xong rồi bạn. Vì mình muốn chat một câu nên mình bấm vào một solo ad mà. Rồi mình chat một câu để nó chép mình qua đường máy các bạn. Good idea. Rồi các bạn bấm enter nha các bạn. Ôi sao mang này file gì vậy? Thôi bỏ đi các bạn. Rồi sau đó các bạn copy username mình dưới đây nè các bạn. Trời ta. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Bạn gọi cho bot nè. Đâu đây vậy? Rồi, các bạn gửi nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn submit you profile link for YouTube. Gửi đường link profile thì các bạn mở YouTube ra, các bạn nhấp vào animata của mình, nhấp vào kênh của bạn nè các bạn.
các bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Ta gửi link tới quýt. Rồi nổi có sale ai góp không, bấm set nha các bạn. Rồi submit đi sale video nè. Thì bạn mở tờ Twitter của tất cả bạn ra các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Bạn nhập ảnh avatar, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Đâu đâu mà nã tờ quýt rồi mà. Sẽ nhập đâu ta. Rồi nha các bạn chia sẻ cái bài cái link mà video các bạn đã chia sẻ người ta các bạn. Rồi, các bạn bắt up lên. Đây là chatbot. Sau đó bấm Z nè. Sau đó bấm Z. Sau đó các bạn gọi địa chỉ BNB sẽ mang trên Bet20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn nha các bạn. Rất là lâu chứ. Rồi các bạn sao chép địa chỉ với BNB lên. Mai này dạy tao lâu không? Tôi mạng. Sau đó các bạn bấm dạo khuyên bắt lại góp nè. Rồi bấm balance đi chết số cầm kiếm được nữa. Ok, mình đã nhận được 10 triệu token solo nữa các bạn. Mình nhìn lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng nó kiếm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ nha.